đào của nhà. Cái đào trắng với đào vàng, hai đồng chín chín ký. Đào trắng với đào vàng. Thơm ngon ghê không? Trái này cho nó bự chảng luôn. Ngắt à. Chấm muối là ngon. Chấm mương. Chấm mương. 4 đồng 99 ký. Ở trên thì còn sống. Dây nó hơi mềm. Seri 8 đồng 99, 8 đồng 49 của Pháp. Cái bự mềm hết trơn rồi. Đây seri luôn nha. Trái bự ngon ghê. Con này trái này trái Việt Nam mà trái gì không biết. Tổng 99 hộp 14 đồng mấy ký. Trời ơi, cái dưa hấu. Cái dưa hấu này của Tây Ban Nha 15 đồng 99 trái. Không biết nhiêu ký không biết. Ủa dưa hấu nó bự chảng luôn nè. Ôi ôi chắc cầu 6-7 kg luôn. Này dưa núi vàng. Dưa núi vàng 4 đồng 3 đồng 99 trái. Rồi dưa núi xanh. Rồi dưa núi này nhiều loại. Ừ đây cũng vậy nè. Kalia cái này người ta không biết. 3 đồng 19 trái. Còn là dưa hấu trái nhỏ này không hạt nha. 5 đồng 99. Trái này là 3,5 kg tới 4,5 kg. Trái kia phải hơn, trái kia phải cỡ chục ký à. Trái này nhỏ là 3,5 kg, 4,5 kg rồi, chứ kia phải chục ký à. Này được đỏ, không hạt nha. Này vậy đó. Cũng không hạt luôn. Nên nó có hai loại dưa, như của Việt Nam mình, như của Tây Ban Nha. Còn này dưa núi 2 đồng 49 trái của Pháp. Trời một hàng dưa núi luôn. Hấp dẫn. Này ngon quá nha. Ngọt ngay rồi. 2 đồng 49 của Tây Ban Nha. Dưa dưa cho nó chất lượng luôn nè. À, cái dưa này là cả nhà đây nè, thành của nó nè. Có hình nữa đây, họ trang trí hình cái chiếc xe, cái bánh xe thì còn hai bánh xe vỏ sao là giả. Dưa hấu Mà Rốc 15 đồng 99 trái. Giống như cái ngựa của con cọp, cái dằn của con cọp vậy nha. Đây dưa hấu này có hộp. Dưa hấu xanh này có hộp 6 đồng trái. Mùa hè dưa hấu hấu nha. Đó, tới mùa hè nóng là ăn dưa hấu. Tìm của Tây Ban Nha nhập qua. Ở hàng dưa núi. Này đồng 49 trái. Đây một hàng dưa ngon ghê. 3 trung bình là 3,5 kg tới 4,5 kg trái dưa. Dưa hai này thì dưa nướng. Con này trái đào mà họ vô trong két họ bán nữa nha. 8 đồng 50, 5 ký, vậy như còn đồng 7 ký rồi. Đi 5 mít. Đồng 7 ký. 5 ký 8 đồng rưỡi. Ta mua dưa quá trời nha. Dưa két bán. Thì nó mềm nữa nha. Mềm à. Đi 5 mít. Này trái mâm sâu cho phúc bình tử nữa nha. 3 đồng 49, 125 gram. Còn 1 ký nó là tới 27 đồng mấy luôn nha. 27.92, 27.92 ký.
Đây nhỉ. Không sôi. Có hai loại. Rồi cho cherry. Cherry vô hộp bán nè. Một trái nhỏ nhỏ như nhà mình. Thôi nhưng bự bự hơn chút. Cái nhà mình cũng cỡ trái này. Này 4 đồng 49 ký. Nè, gọi vô bán nữa nha. Rồi của Pháp. Cherry của Pháp. Đây là dâu 5 đồng 99. Túi này. Còn này thì 4 đồng 49 thôi. 4 đồng 49. Nhau thì có Pháp luôn nhỉ. Nghe nhỏ xíu. 4 đồng 99 nửa ký. 9 đồng 98 ký nha. Của Pháp luôn. Dầu mùa này, trái cây phải đóng mơ 4 đồng 99 ký. Thì của Pháp luôn. Thì túi túi bán luôn. Cây đào ngắt à, ngon ghê luôn. Nhà mua chấm muối 2 đồng 99 ký. Nó có loại vàng với loại trắng. Cái cây quá trời luôn. Dầu này 800g 10 đồng. Còn này thì 2 đồng 49. 250g. Cái bếp. Cái này cái bếp là cái tiếng Việt là gì không biết. Cái vàng. Đây. Một, 4 trái. Thịt của Pháp. Đây là một chim trứng. Vô trong hương ăn họ bán luôn nha. Ôi, vô quá trời. Trái bát là cái gì không biết. Dẹp dẹp này nữa nha. Mà ăn ngon. Có trắng có vàng luôn. Đây này họ bán nha. Được kép họ bán. 2 đồng 49. Mình được kép bán của ký này của Tây Ban Nha khác, Pháp khác. Đây. Được kép bự họ bán nha. Cái này vàng. Còn này trắng. Hai màu khác nhau nha. Thì vàng này trắng. Đây trên này kết bán có cây mùa này quá trời luôn. Trời mê nữa nha. Mình thích ăn cái màu đỏ vàng hơn. Màu vàng nó ngon nữa nha. Màu trắng thì không thích. 5 đồng mấy ký. 5 đồng 99. 2 ký. 2 ký. Đây như còn 3 đồng ký. Đây mơ. Cái mơ quá trời nè. 4 đồng 49. 6 trái. Đúng rồi nè. 400g. Pháp. Pháp là lại mắc. Trái ngon mềm trơn. Ủa kiwi. Kiwi của New Zealand. Cái New Zealand 50cm một trái. 4 trái là 2 đồng. Còn mua rồi là 6-9cm. Mua nhiều thì nó rẻ hơn. Xài một cốt đi vô là có 1 đồng 49 trái. Cái mình là chuối. Xài hơi buồn quá. Chứ xài hơi buồn quá. Đây, này chuối nọ, kiwi. Kiwi xanh, kiwi vàng nha. Đây, kiwi vàng nè. 89cm trái của New Zealand. Còn kiwi xanh.
chua chua. Này khóm của Costa Rica, 269 trái. Này làm sao chín trái nữa tôi. Còn này nữ, cái gì khóm nữ hoàng Victoria đây. 499 chín một trái nha. Đây khóm nữ hoàng nè. Còn này thì 499. Thì đi bằng máy bay. Thì đi bằng máy bay nữa cả nhà. Chà là 4. Không, chà là tươi nữa nè. Cái chà là mấy tươi này khô rồi. Cho để hai giá là sao? 500g à, hộp này là 5 đồng. Hộp này là nửa ký là 4 đồng 49 Palestine. Còn này là 9 đồng 9 ký. Này dừa nước dừa của Thái Lan đó nha. Dừa trái uống đây. Như thường dừa khô đồng 89 trái. Me Corazin ố lộn, me của Thái Lan. Hộp này 4 đồng 3 đồng 99 đủ. Corazin đủ đi bằng máy bay nha. Rồi bay 3 đồng 99 trái. Thôi để kia cũng cái đủ này cũng là gì nè. Họ không phải đi bằng máy bay, này đi bằng chắc đường thủy. Trung Quốc Long Lụ với lại cái gì của Việt Nam trên dây. Chuối su rồi bơ cũng là gì nữa nhỉ. Môn ớt đậu bắp 7 đồng 99 ký. Gừng cái mì này nọ khoai lang này thì là khoai lang nữa nhỉ. Khoai lang của Pháp. Nay thôi đi dạo vòng nữa nhờ, về nhà xem coi nay mùa hè trái cây có gì. Chào tạm biệt cả nhà nha, bye bye mọi người.